Xin chào tất cả toàn thể anh em, một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Vision Beat 175 nha. Đó. Xe này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em nhìn xe này rất là đẹp nha. Xe này mới vừa về tại cửa hàng luôn. Dòng xe này hai máy nha anh em. Anh em để ý nha, dòng xe này hai máy hai bô nha. Hai bô giống như Z ngàn rất là đẹp. Con này kiểu dáng giống như Z ngàn luôn, giống như Z ngàn, không khác gì, mẫu mã rất là đẹp luôn. Hai bô hả, hai máy nha, bô nổ rất là hay luôn, rất là lực và rất là mạnh. 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái một bình thường nha, anh em không cần đỡ bằng lái ha, anh em vẫn sử dụng bằng lái một. Con này thì quá tuyệt vời rồi. Tuyệt đẹp luôn. Con này hiện tại bên Tuấn Mô Tô bán ra với cái giá là 33 triệu nha. 33 triệu Vision Beat 175. Dòng xe hai máy. Đồng hồ nhìn rất là đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Để ý ha. Quá tuyệt vời. Con này anh em về đi phượt là rất là ok luôn. Đèn con này rất là đẹp luôn. Hai máy nha. Hai máy hai bô nổ rất là hay. Hệ thống nó hai thân đĩa, một đĩa trước một đĩa sau, thắng rất là chắc chắn nha. Đó, một đĩa trước một đĩa sau, anh em thắng rất là ok. Kiểu dáng con này thì quá vảnh bao rồi, quá là hợp lý luôn. Con này thì quá là hợp lý. Với cái giá tiền 33 triệu anh em mua những dòng xe như vậy, anh em đi rất là ngầu luôn. Tiếng bô nổ cũng rất là hay nữa. Đó. Rất là hợp lý luôn. Con này thì máy móc nó còn nguyên zin nha. Máy móc cực kỳ zin luôn. Bánh phụ con này nhìn rất là đẹp.
Anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 nha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá luôn nha. Giá con này là 33 triệu. Ba mươi ba triệu nha. Máy con này nổ rất là êm luôn. Máy nổ cực kỳ dữ. Giá con này là 33 triệu nha.